Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình có rất nhiều xe container rất là đẹp này, chở rất nhiều xe đồ chơi các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe container chở hai chiếc ô tô đua các bạn ạ. Đây, xe container chở hai chiếc ô tô đua rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, tiếp tục một chiếc xe container chở một chiếc xe container rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, các bạn có thích chiếc xe container chở xe cứu hỏa không? Ấy, xe container rất là xinh luôn. Xe container này chạy đánh đà các bạn nhá. Wow, các bạn ơi, chạy rất là tít luôn. Một chiếc xe container chở xe đua 77 này các bạn ơi. Wow, chạy tít lắm các bạn ơi. Một chiếc xe công wow, xe tải nhá. Xe tải này chở xe này là xe cần cẩu móc rác các bạn nhá. Wow. Các bạn ơi, một chiếc xe container chở một chiếc xe tải cảnh sát các bạn nhá. Wow. Đây là một chiếc xe tải cảnh sát rất là đẹp. Ui, chở cả xe lân. Đây là xe lân khủng long các bạn ơi. Xe lân khủng long bây giờ mình sẽ lân chiếc xe cảnh sát to bự lên lên luôn. Wow. Cho đây đây là xe tải cảnh sát 2 tầng các bạn ạ. Ở bên trong còn chở hai chiếc ô tô con luôn. Các bạn ơi. Wow, đây là xe lưu đường các bạn ạ. Wow, bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe tải chở xe tải này. Wow, xe tải chở xe tải này còn chở cả xe lưng hàng này các bạn ơi. Một chiếc xe lưng hàng rất là đẹp này các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình nâng chiếc xe tải lên này. Ui, lên luôn cao hơn các bạn nhá. Wow. Các bạn thấy ngầu chưa? Wow. Bây giờ cùng mình khám phá. Ui, các bạn ơi, bên này có rất nhiều xe nhá. Một chiếc xe tải chở một chiếc xe đầu kéo lông dân này các bạn ơi. Các bạn ơi, ui đây là một chiếc xe tải đen rất là đẹp này các bạn ơi. Một chiếc xe tải đen. Ui, các bạn ơi, đây có bốn chiếc xe chú chó lái xe này. Ui, một chiếc luôn. Ai. Ui, chiếc xe này đẹp lắm các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát. Ui, chú chó lái xe cần cẩu múc cát các bạn ạ. Ui, rất là xịn luôn. Wow, các bạn ơi. Ui, rất là ngầu luôn. Ui, chó này, chó cứu hộ lái xe các bạn ạ. Ui, xoay này. Ui, chiếc xe này đẹp lắm các bạn ơi. Wow. Ui, xoay này xoay 360 độ luôn đấy các bạn ơi. Ngầu quá các bạn ạ. Rất là xịn xò luôn. Ui, xịn lắm các bạn ơi. Rồi, let's go nào. Ui, bây giờ mình tắt đi nha để chúng ta khám phá những chiếc xe đồ chơi xịn lợn. Tắt ở đâu các bạn ơi? Đây, tắt ở đằng này. Đây. Đây, tắt đây các bạn ơi, tắt đây đấy. Hai chiếc xe này đẹp chưa này? Đấy, hai chiếc xe chú chó lái xe này các bạn ơi. Ba chiếc này. Ui, ba chiếc xe này đẹp lắm các bạn ơi. Bốn chiếc này. Wow. Bốn chiếc xe này xịn chưa? Ui, đẹp chưa này? Ua, máy bay trực thăng Vũ Nghĩ này các bạn ơi. Wow. Máy bay có mắt luôn này các bạn ơi. Wow. Đánh quay ra tin luôn. Wow. Chạy tí lắm các bạn ơi. Nào, đây là một chiếc ô tô Vũ Nghĩ này các bạn ơi, có hai mắt luôn. Ui, chạy bánh đào nhá. Wow. Các bạn ơi, đây là xe địa hình. Ui, rất nhiều xe địa hình các bạn ơi. Một chiếc container chở ô tô 06 này có được. Các bạn ơi, wow, một chiếc xe tải chở xe bồn này có được. Wow. Đây xe tải 2 tầng chở xe máy xúc và xe bồn này các bạn ơi. Wow, rất là xịn luôn. Ui, đây còn nhiều xe, đây là xe bồn này có được. Wow, một ui rất là nhiều xe địa hình nhỏ nhỏ này có được. Ui, có được. Wow, rất là ngầu luôn. Xoay giờ. Ui, rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Quá là xịn xò luôn. Nào, tiếp tục nào. Ui, xoay luôn. Tiếp tục nào. Đây là tàu xe lửa các nhá. Đây là một chiếc xe lửa này con. Wow. Đây nó có được. Ui, đây là xe đời hình rất là xịn đấy các bạn ạ. Rất là nhiều xe đời hình. Ui, xoay. Wow. Đây là một chiếc xe đời hình đấy các bạn ơi. Ui, xe đời hình rất là ngầu luôn. Wow, xoay các bạn ơi. Ui, rất là nhiều xe đời hình rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ui, đây là con ơi. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Ui, đây là những chú chó lái xe này. Wow, giống con mèo con sóc à. Ui, bắt đầu rồi, chào các bạn đi. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Ui, xe đẹp lắm các bạn ơi. Wow, đây là một dãy. Ui, bốn chiếc xe lửa các bạn ạ. Bốn chiếc xe lửa 07 các bạn ạ. Ui, bốn chiếc xe lửa số 7 luôn. Xe lửa các bạn ạ. Đây là xe lửa màu đỏ đen này, màu xanh các bạn ơi. Wow, xịn lắm các bạn ơi. Đó là xe lửa đẹp chưa các bạn ơi. Wow, rất là đẹp các bạn ạ. Wow, xe lửa này rất là xịn xò luôn. Mình rất thích. Ui, các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe tải này. Wow, một chiếc xe tải chở một thùng khủng long. Ở bên trong có một con khủng long và một quả trứng. Ui,
Đây là xe tải. Wow, một chiếc xe tải có mắt luôn này các bạn ơi. Wow, xe tải xịn chưa này, mới chưa này. Wow, rất là ngầu các bạn ạ. Đây là thùng khủng long các bạn ạ. Đây là thùng khủng long đấy. Ở bên trong có một quả trứng các bạn ạ. Wow, rất là ngầu và xịn luôn. Ui, có đâu. Đây là một chiếc xe cảnh sát nhá, xe tải cảnh sát này. Wow, chở cả máy bay cảnh sát rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, chở máy bay trực thăng cảnh sát nhá. Quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Bay lên trời nào, bay lên trời nào. Wow, máy bay trực thăng đẹp chưa này. Ui, ui, có được. Ở bên này còn một, wow, một chiếc xe tải chở trái cây này các bạn ơi. Một chiếc xe tải chở trái cây đẹp chưa này. Wow, ui, xe tải chở trái cây rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Ui, 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 ui. Xe này chạy bằng bánh gà các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, wow, một chiếc xe tải cảnh sát này. Ui, xe tải cảnh sát này. Wow, các bạn thấy ngầu chưa này. Ui, wow, rất là xe này chạy bánh gà các bạn ạ. Ui, đây còn một chiếc xe tải chở một chiếc xe xúc lật xịn chưa này các bạn ơi. Ui, đẹp chưa này. Ui, rất là ngầu luôn các bạn ạ. Wow, xe tải chở xe xúc lật, xe tải này chạy bánh gà các bạn ạ. Quá là ngầu luôn. Ui, chạy tiếp luôn các bạn ơi. Rồi, đây là xe xúc lật nhỏ nhỏ này các bạn ơi, xe xúc lật. Wow, các bạn ơi, bây giờ cùng mình khám phá những chiếc xe này thôi nào. Wow, có rất là nhiều xe đẹp các bạn ạ, xe đồ chơi mới rất là xịn luôn. Container chở ô tô và container chở container kìa các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe đồ chơi mới ở cái vườn nhà mình ấy các bạn ơi. Bây giờ của mình mở, wow, xe tải bự khổng lồ, mở hộp đồ chơi này thôi các bạn ơi. Ui, đây là hộp đồ chơi xe cứu hỏa các bạn ạ. Đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa đấy các bạn ơi. Wow, rất là ngầu luôn. Nhìn thấy cái bình chữa cháy kìa các bạn ơi. Wow, có hai chiếc xe luôn. Ui, bộ đồ chơi này đẹp quá các bạn ạ. Đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa có cái mũ này các bạn ơi. Ui, có cái mũ này được đội lên đầu các bạn nhá, cái mũ này đội lên đầu này. Wow, ui, cái mũ này có cả dây này, dây này các bạn ơi. Ui, cái mũ này đẹp chưa này. Cái mũ này để dùng để chữa cháy các bạn nhá. Bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi xe cứu hỏa đấy các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe cứu hỏa thang xịn chưa này các bạn ơi. Ui, rất là mới và đẹp luôn đấy các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn và rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Ui, xoay được cần này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là đẹp và mới đấy các bạn ơi. Rất là xịn xò luôn. Ui, các bạn ơi, ui, đây là một cái bình chữa cháy này các bạn ơi. Cái bình này để phụt vào đám cháy các bạn nhá. Wow, rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe bồn chở nước này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn chở nước rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ấy, mình ra đây các bạn xem là wow, các bạn ơi, chiếc xe bồn này rất là mới và đẹp và rất là xịn đấy các bạn ạ. Ấy, rồi bây giờ mình, ui, đây là cái mặt nạ mình để đeo này các bạn ơi. Mặt nạ chống độc dùng để chữa cháy đấy các bạn ạ. Wow, COVID này. Ui, wow, đầy một chiếc xe đồ chơi rồi các bạn ơi. Đầy một chiếc xe đồ chơi rồi này các bạn ơi. Bây giờ, ui, đây là súng các bạn ạ. Ui, rất là nhiều súng luôn. Súng chạy bằng pin các bạn ạ. Păng, păng, súng đồ chơi các bạn ơi. Păng, 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 păng. Wow. Rồi, nét câu nào. Bây giờ cùng đi thôi nào. Đi tìm xe đồ chơi tiếp thôi các bạn ơi. Tên, 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 tên. Wow. Ở bên này có rất nhiều. Ui, ở bên này có rất nhiều đồ chơi mới các bạn ạ. Mình sẽ ở đây nhá. Wow. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Các bạn ạ, xe cần cẩu xúc cát này. Ui, các bạn thấy không? Rất là ngầu luôn. Đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu móc các bạn ạ. Xe trộn bê tông và xe máy xúc này. Ui, chiếc xe máy xúc này đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, chiếc xe máy xúc này có hai ghế ngồi luôn. Ui, cabin này. Ở trên này cũng có ghế ngồi luôn các bạn ạ. Chiếc xe máy xúc này mới và đẹp chưa này các bạn ơi. Quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe máy xúc này luôn. Ở đây các bạn nhá. Rồi tiếp tục. Ui, các bạn ơi, đây là một bộ đồ chơi. Ui, xe tải chở rác, xe bồn chở xăng dầu và xe cứu hỏa nước kia các bạn ơi. Ui, rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Bây giờ mình mở các bạn cùng xem nhá. Wow. Nào. Ui, ở bên trong có một chiếc xe tải chở rác kìa các bạn ơi. Ui, có cả xe bồn chở xăng dầu kìa. Ui, có ba chiếc xe cứu hỏa. Đây là xe tải chở rác này các bạn ơi. Một chiếc xe tải chở rác dọn rác nhá. Rất là đẹp và mới đấy các bạn ạ. Ui, rất là xịn luôn. Chiếc xe này các bạn ạ. Ui, xe màu đỏ nha. Rất là mới và đẹp luôn. Đấy, tiếp tục một chiếc xe bồn chở xăng dầu các bạn nhá. Đây là một chiếc xe bồn chở xăng dầu rất là mới và đẹp. Ui, xe này rất là xịn đấy các bạn ạ. Quá là đẹp luôn, quá là xịn xò luôn. Mình để đây nhá. Ui, tiếp tục một chiếc xe cứu hỏa thang nữa các bạn. Wow, một chiếc xe cứu hỏa thang cũng rất là mới và đẹp luôn đấy các bạn ạ. Quá là xịn xò luôn. Wow. Đây còn một chiếc xe cứu hỏa nữa các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa này cũng rất là mới và đẹp này các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe đấy các bạn ơi. Ui,
Đây là một chiếc xe lân này các bạn này. Wow, xe lân cứu hỏa này các bạn ạ. Xe này để cứu hộ đấy các bạn ơi. Ui, rất là nhiều xe đẹp và rất là xịn luôn. Chiếc xe lân này rất là đẹp các bạn ạ, lân lân này. Wow, rất là mới. Ui, ở bên này còn những chiếc xe đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Một chiếc xe tải 2 tầng luôn. Ui, xe tải 2 tầng xịn chưa này. Wow, các bạn ơi. Wow, chở ô tô con đồ chơi kìa các bạn ơi. Ui, ô tô con này, ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Màu trắng này, wow, rất là đẹp luôn. Ui, ô tô cảnh sát màu đen này các bạn ơi. Wow, hai chiếc ô tô này. Ui, đây còn một chiếc xe tải cảnh sát 2 tầng này các bạn ơi. Ui, đấy, xe tải cảnh sát 2 tầng đấy các bạn ạ. Hai chiếc ô tô con cảnh sát rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe cảnh sát này. Wow, mới chưa này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe cảnh sát màu vàng. Wow, một chiếc xe container cảnh sát ạ. Ui, đẹp chưa này các bạn ơi, 2 tầng luôn. Ui, wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải. Ui, chở cả xe bồn kìa. Ui, đây là xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe cứu thương này các bạn này. Ui, xe cứu thương này xịn lắm các bạn ạ. Chạy bằng bánh đá luôn, rất là mới và đẹp. Ui, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe. Wow, xe tải cảnh sát. Ui, chở một chiếc xe cứu hỏa này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, rất là xịn đấy các bạn ạ. Ui, xe này chạy bánh đà, bánh quay rất là tin luôn. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe này nè. Wow, xe tải nhá. Đây là xe tải chở khủng long này các bạn ơi. Ở bên trong có hai ghế ngồi luôn. Ui, trời, xe này xịn lắm các bạn ơi. Ui, chạy tít lắm các bạn ơi. Wow, hai chiếc tàu siêu tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Wow, hai chiếc tàu siêu tốc độ đỉnh cao rất là xịn xò luôn. Nào, bây giờ cùng mình sang bên này nhá. Đây. Wow, đây mình gọi là đồ chơi xịn này các bạn ơi. Một chiếc xe container chở 4 chiếc ô tô con luôn đấy các bạn ạ. Đấy, xe container 9 năm luôn đấy các bạn ạ. Có mắt luôn. Đây là ô tô đua 9 năm các bạn ơi. Ô tô đua 9 năm có mắt này. Ui, ô tô đua 9 năm này. Ui, ô tô siêu xe Lamborghini và siêu xe cảnh sát bán tải này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe Lamborghini đấy các bạn ạ. Wow, xe đua 9 năm tốc độ đỉnh cao đấy các bạn ơi. Wow, ui, chiếc xe này chở được 4 chiếc xe luôn. Container chở 4 ô tô luôn đấy các bạn ạ. Ô tô con luôn. Wow, dưới hết cả xe luôn, dưới rồi các bạn ơi. Nào, bây giờ là chơi xe này nhá. Xe đua 9 năm này. Bíp. Nào, tiếp tục. Một chiếc container được chở ô tô 9 năm bằng sắt này các bạn ơi. Đây là container 9 năm nha, chở ô tô. Ui, 3 chiếc ô tô luôn. Các bạn ơi, đây nữa. Ui, một chiếc xe container siêu to khổng lồ. Chơi rồi các bạn ơi. Wow, xe container 2 tầng ấy các bạn ạ, đẹp lắm. Wow, xe container này rất là xịn đấy các bạn ạ, 2 tầng luôn. Đấy, rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đấy, xe container này rất là xịn xò luôn. Ui, tháo được thùng cái này các bạn nhá. Đấy, khớp nối này. Đây là đầu kéo của xe container các bạn ạ. Đầu kéo này. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe container 2 tầng. Xe container 2 chiếc nhá. Xe container quân đội các bạn ạ. Xe container quân đội nha, rất là xịn xò luôn. Rất là đẹp luôn. Có đây là cano nhá các bạn nhá. Cano ấy rất là xịn luôn. Đấy, cano rất là đẹp luôn. Đấy, đây là ui, một chiếc xe container này. Đây là xe máy xúc cát này các bạn này. Xe máy xúc cát cảnh sát nhá. Ui, đây là xe container hoa hướng dương. Ui, wow, xe trộn bê tông này các bạn ơi. Xe này của Ruby ấy các bạn ạ. Wow, rất là xịn luôn các bạn ơi. Ui, bồn quay rất là tít này các bạn ơi. Wow, xe container 2 tầng hoa hướng dương chở một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn chưa các bạn ơi. Rất là ngầu luôn các bạn ạ. Ở bên trong còn chở một chiếc xe nhỏ nhỏ các bạn ơi, không biết là xe gì ấy. Wow, ui, một chiếc xe lưng hàng các bạn ạ. Một chiếc xe lưng hàng rất là đẹp đấy các bạn ơi. Ui, rất là xịn luôn. Ui, wow, rất là ngầu luôn các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát cảnh sát nhá. Đấy, xe cần cẩu xúc cát cảnh sát rất là đẹp và mới. Bên trong có một bạn lái xe luôn đấy các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe này, rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Rất là xịn xò luôn, mình rất là thích. Xoay được cần luôn nhá các bạn nhá. Chiếc xe này quá là xịn xò và đẳng cấp luôn. Đấy các bạn ạ. Wow, ui, chiếc xe này rất là to luôn các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát nữa các bạn ạ. Một hai chiếc xe cần cẩu xúc cát cảnh sát này quá là ngầu luôn. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát bự khổng lồ các bạn ơi. Wow, chiếc xe này to lắm các bạn ạ. Rất là to luôn, múc nào. Đấy, có tay gạt để múc cát luôn đấy, có hai còi này các bạn ơi. Đây thử chơi nào. Các bạn ơi, còn đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát cảnh sát bự khổng lồ các bạn nhá.
xe cần cẩu một cắt có hai còi rất là to và bự luôn, luôn rất là to và đẹp luôn các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe này luôn, nào đi thử, nào đi chạy thử, đi chơi nhá. Nào, có một bạn cảnh sát đang chào các bạn kìa. Wow, đang chào các bạn đấy. Ui, các bạn ấy ngầu chưa? Nào, bây giờ cùng mình nào. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát. Wow, đổ rồi. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu siêu nhân lái xe nha các bạn nhá. Đấy, rất là xịn luôn. Xe cần cẩu bự khổng lồ siêu nhân nhận lái xe này các bạn ơi. Ui, đây là xe cần cẩu đẹp lắm con ạ. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá những chiếc xe ô tô điều khiển này. Ui, xe máy xúc điều khiển. Wow, đây là một chiếc xe địa hình vượt núi này các bạn ơi. Xe địa hình vượt núi đấy các bạn ạ. Wow, xe địa hình này rất là đẹp luôn. Một chiếc ô tô ấy các bạn ạ. Ô tô đẹp chưa này, xịn chưa này các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đây, xe này quá là xịn. Bên trong còn cả bu lăng để lái xe này các bạn ơi. Wow, có đèn luôn. Còn đây là những chiếc xe cần cẩu múc cát điều khiển bằng bánh xích các bạn nhá. Đấy, hai chiếc xe cần cẩu múc cát điều khiển bằng bánh xích các bạn ạ. Quá là ngầu, quá đỉnh cao và rất là xịn luôn. À, múc thử nào. Ui, múc còn đáng cái lên các bạn ơi. Đây thì mình thử múc còn xoáy cái này là ui xoáy xoáy múc múc xoáy. Ở đây mình múc thử cái bạn nào. Wow, một gáo lên. Đây u lên được các bạn ơi. Quá là ngầu luôn. Wow, rất là xịn luôn các bạn ạ. Hai chiếc xe máy xúc điều khiển từ xa nhá. Đây hai chiếc xe này chạy bằng bánh xích, xích bằng nhựa các bạn ạ. Hai chiếc này rất là đẹp và mới, mình cũng rất là thích hai chiếc xe này. Ban đêm sẽ có đèn có nhạc các bạn nhá. Ban đêm có đèn luôn, đèn soi sáng luôn. Đây là cái điều khiển đấy. Ui trời. Rồi, let's go nào. À, mình ở đây nha, chúng ta khám phá tiếp. Ui, đây còn rất nhiều xe điều khiển nữa các bạn ạ. Đây là toàn đây điều khiển bằng bu lăng các bạn nhá. Những chiếc xe này điều khiển bằng bu lăng luôn đấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn. Đó, rất là ngầu luôn. Rồi, bây giờ cùng mình sang bên này để khám phá tiếp thôi các bạn ơi. Ủa, bên này ui, bên này có hai bộ đồ chơi mới các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này. Đây là bộ đồ chơi xe công trình làm việc các bạn ơi. Ôi, mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nào. Wow, mình đã nhìn thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông thì kiểu ui, rất là chặt luôn. Bởi vì bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi mới các bạn nhá. Đấy, đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn nào, ở đây nào. Giới thiệu với các bạn có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp và mới luôn này các bạn ơi. Wow, xe bồn này quá là xịn luôn và quá là đẳng cấp với các bạn ơi. Wow, ui, xe bồn này đẹp chưa này các bạn ơi, quá là xịn luôn nhá. Wow, một chiếc xe bồn rất là xịn xò luôn. Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu đấy các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, để đây nhá. Rồi, tiếp theo tiếp các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu múc cát đây này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu múc cát này cũng rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Chiếc xe này rất là mới luôn. Rồi, let's go nào. Bây giờ là xe tải này các bạn ơi. Một chiếc xe tải ben rất là đẹp và mới. Wow. Và bây giờ cùng mình nào. Wow. Ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp và mới các bạn ạ. À, bây giờ cùng mình khám phá với các bạn ạ. Ui các bạn ơi, quá là nhiều xe và siêu nhân này. Wow, xe trèo lên cả cái cây kìa các bạn ơi. Wow, rất là nhiều bộ đồ chơi mới rất là xịn xò luôn. Và bây giờ cùng mình chơi cùng những chiếc xe này nhá. Mình sẽ khám phá từng bộ đồ chơi mới bút nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ khám phá bộ đồ chơi nào đây các bạn ơi. Ui, quá nhiều xe luôn. Ê, đây là bộ đồ chơi xe môi trường tải, xe tải chở rác này các bạn ơi. Bộ đồ chơi này rất là mới luôn. Đây, mình sẽ cho bạn cùng xem. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Xe bồn chở nước tưới cây này các bạn ơi. Xe cẩu móc rác này các bạn ơi. Wow, xe tải chở rác này các bạn ơi. Wow, bộ đồ chơi này rất là to và đẹp luôn. Mình cầm cho bạn xem nha. Đây là bộ đồ chơi xe môi hết câu nào các bạn ơi. Đây là quả bóng bay các bạn nha. Đây là một quả bóng bay này. Wow, bên này có rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe tải và có cả xe bồn các bạn ơi. Đây là xe tải nha. Xe tải chở cát đấy các bạn ạ. Một chiếc xe tải chở cát đen đấy các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Wow, chạy từ nào. Pip 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 pip. Rất là xịn luôn đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn cứu hỏa đấy các bạn ạ. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa lâm các bạn nhá. Xe cứu hỏa thang đấy các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe lâm này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa lâm các bạn nhá. Quá là xịn xò luôn và rất là đẹp. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa thang đấy các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa thang rất là đẹp này. Wow, đây là bộ đồ chơi siêu nhân các bạn ạ. Bộ đồ chơi siêu nhân này rất là nhiều siêu nhân lên. Ui, đây là wow, các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi xe công trình các bạn ạ. Xe cần cẩu múc cát này. Wow, rất là chặt luôn. Đây là xe cần cẩu múc cát nhá. Ui, có cả mắt cả, đang nháy mắt kìa các bạn ơi. Ui, xe cần cẩu múc cát này rất là đẹp luôn. Ui, đây là một chiếc xe tải rất là xịn này các bạn ơi. Một chiếc xe tải ben rất là mới đấy các bạn ạ.
Ui, đây là xe cần cẩu móc. Ui, đây là xe bồn trộn bê tông luôn này. Ui, rất là chặt luôn. Đây là xe xúc đặt các bạn ơi. Đây là xe xúc đặt. Ui, đây là xe cần cẩu múc cát các bạn. Ui, đây là xe cần cẩu móc các bạn ơi. Xe cần cẩu móc rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, rất là xịn xò luôn. Đấy, quá là ngầu luôn các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình sẽ cẩu chiếc xe xúc đặt lên luôn. Ui, ui không đôi các bạn ơi. Ui, lên luôn. Ôi trời. Oh, tiếp tục nào. Đây là xe bồn trụ bê tông đẹp chưa này các bạn ơi, rất là xịn xò luôn. Wow, đây là xe tải nhá. Ui, xe tải rất là chặt luôn. Đây là một chiếc xe tải luôn các bạn ạ. Xe tải này rất là mới luôn. Rất là xịn luôn. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá. Wow, ở bên này có hai hộp xe địa hình rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là xe địa hình cần cẩu ấy. Wow, đây là xe tải chở rác các bạn ạ. Đây là một chiếc xe địa hình tải chở rác ấy. Wow, xe môi trường địa hình luôn. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Hộp này rất là mới và đẹp này các bạn ơi. À, mình mở ra, ui rất là chặt luôn các bạn ạ. Ui, hộp này mới và đẹp chưa và ngầu chưa này các bạn ơi. Quá là xịn xò luôn, mình sẽ mở nha. Ơi, à, bạn này. Ui, vẫn chưa được các bạn ơi, vẫn chưa được. À, mở lại nào. Wow. Ờ, chuyển vận như nào nhỉ các bạn ơi. Mình chưa mở cái này bao giờ luôn. Cái xe này xịn xò quá các bạn ạ. Ui, vít phải vít ốc này, vít ốc ra mới được các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi, wow. Một chiếc xe tải địa hình rất là mới và to. Rất là đẹp luôn. Luôn. Ui, bốc đầu ơi trời. Các bạn ơi, bên này còn rất là nhiều xe nha. Ui, đây còn một chiếc xe bồn trộn bê tông địa hình đấy các bạn ạ. Wow, hộp xe này xịn đấy các bạn ạ. Hộp xe này mới đấy, đẹp đấy. Wow, bây giờ mình sẽ mở ra bọn cùng xem nha. Wow, hộp xe này rất là mới và đẹp luôn. Oh, let's go nào, mở ra nào. Wow, ở bên trong có cả xe bồn kìa các bạn ơi. Wow, xe, đây là xe bồn nhá. Xe bồn trộn bê tông địa hình các bạn ạ. Xe bồn trộn bê tông địa hình, wow. Ở bên này có rất nhiều ô tô đua số 3 và xe cảnh sát này các bạn ơi. Đây là ô tô cảnh sát nha, ô tô cảnh sát to khổng lồ luôn các bạn. Ui, rất là đẹp và mới luôn, rất là xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là to luôn, ui to lắm các bạn ơi. Ui, đây là xe cần cẩu múc cát này các bạn ơi, xe cần cẩu. Ui. Wow, đây là siêu nhân mặt nạ này, siêu nhân người nhện nào, phát sáng luôn đấy các bạn ạ, xịn lắm. Ui, ngầu chưa? Đây là cái khiêng của biệt đội siêu hùng nhá. Cái khiêng wow bắn ra này, cái khiêng nhỏ các bạn ơi. Đấy, ngầu chưa? Wow, cái khiêng to này, đấy, cái khiêng to cho cái khiêng nhỏ vào cái đây nha, đấy. Đấy, rất là nhiều khiêng nhỏ luôn, 4 cái khiêng nhỏ luôn các bạn ạ. Tất cả có bộ ui mặt nạ nha, đây là mặt nạ của siêu nhân nhện đấy các bạn ạ. Quá năng ngầu luôn, có cái dây đeo luôn. Wow, đây là xe cứu hỏa rất là xịn đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn thấy hay đăng ký kênh đón nhận video mới nhất từ mình nha. Rồi xin chào.